Ngộ các chư vị bạn hữu, ngày hôm nay Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 285 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thừa Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành ơn. Hả? Trùng kế? Đối với gia hỏa kia tử vong, đám người Bạch Độc Sư cũng không có thèm để ý. Nếu như đối phương đã chết ở chỗ này, địa đồ khẳng định vẫn là ở đây. Đi tới trước mặt, lấy xuống không gian giới chỉ, hắn tiên toàn một lần, nhưng lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hả? Sao vậy? Thấy được biểu lộ của hắn, hai độc sư nhìn lại. Không, không có. Bạch độc sư nói. À, không có. Hai độc sư cũng không được rõ ràng cho lắm. Đối phương giết nhược điện chủ từ trong tay mà cướp đi địa đồ, vẫn là chưa có kịp đào tẩu thì đã bị hai người liên thủ mà bắt lấy. Hả? Địa đồ làm sao có thể không ở trong tay của hắn cơ chứ? Nếu như tôi đoán không sai, chúng ta là chúng địa hồ Ly Sơn rồi. Hàm răng cắn chặt, Bạch độc sư tràn đầy sự hối hận. Mà đám người hải độc sư cũng không có ngốc, nghe nói như thế cũng là lập tức mà hiểu ngay. Vậy xem ra cướp đi địa đồ là một người hoàn toàn khác. Gia hỏa này cố ý lộ ra kẽ hở để cho mọi người phát hiện ra, hấp dẫn tất cả lực chú ý tới đây, sáng tạo ra cơ hội đào tẩu cho đồng bạn của hắn. Từ lúc gặp chuyện không may cho tới 7 giờ lại đã qua hơn 10 phút rồi. Thật lại giống như phán đoán, chỉ sợ đối phương sớm đã chạy ra khỏi phạm vi của độc điện. Một khi hắn mà tiến nhập vào biển rộng, dấu vết là không còn, nên khó lòng mà có thể truy xét được rồi. Là Thiên Diệp Vương. Mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận, Triệu Huyền tự nhiên là không đoán ra được. Sắc mặt của hắn là khó coi, bất chợt nghe được Tô Diệp Vương hơi run rẩy nói. Hả? Thiên Diệp Vương? Vâng, hắn là thực lực mạnh nhất ở trong Thánh Điện Thập Đại Vương giả chúng ta, tâm cơ cũng là sâu nhất. Tu vi của hắn sớm đã đạt tới được thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh sở kỳ, có thể ở trước mặt hai vị thánh vực ngũ trọng lặng yên không một tiếng động để mà đảo tàu. Hắn cũng chỉ có hắn mới có được cái loại thực lực này thôi. Tô Diệp Vương giải thích. Hả? Xuất khiếu cảnh sở kỳ? Khuôn mặt Trương Huyền xanh mét. Thực lại giống như lời của đối phương nói, hoàn toàn là vô cùng có khả năng. Loại cường giả cảnh giới này hoàn toàn có thể giấu nhục thân ở ngoài hòn đảo, nguyên thần lặng lẽ tới đây, sau khi đạt được địa đồ nhanh chóng mà đảo tàu. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, coi như có là thanh thú phi hành cũng là không thể nào mà đuổi kịp. Khó trách ngay cả hắn là không bị lừa, mình đi trên nhãn cũng chẳng có nhìn ra được kẻ hở. Không ngờ tới ở trong thanh điện thập đại vẩn ra lại có cường giả lợi hại như vậy, xem ra hắn sau này là phải cẩn thận rồi. Hả? Với thập đại vương giả các người có những người nào thực lực như thế nào? Chần chờ một chút, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Tuy thập đại vương giả kia bị hắn gián tiếp hoặc là trực tiếp giết chết hoặc là thổ phục cũng đã chừng một nửa rồi, nhưng cụ thể là 10 người nào, thần lực mạnh tới cỡ nào hắn lại không biết được rõ ràng, ngâm lại thôi cũng là cảm thấy đầy phiền muộn. Mà đương nhiên hắn là cảm thấy phiền muộn, nhưng nếu như cho Thanh Điền Hoàng biết rõ, nhất định đối phương sẽ là thổ huyết ngay tại chỗ. 10 thuộc hạ đắc lực nhất của hắn bị đổ chết 4 cái, thu phục mất 1 cái. Kết quả người này đối với bọn họ hoàn toàn là chẳng biết cái lòng gì cả, trông trả như là chẳng dây chẳng vậy. Mà không biết cũng đã như vậy rồi, một khi mà rõ ràng còn không phải là giết cả mạch bọn họ hay sao? Kim, Thanh, Thủy, Thổ thì đã chết rồi, chưa tả ra vẫn là còn thừa lại Thiên, Ngọc, Phong, Thạch, Hỏa, Ngũ Đại Vương Giả. Ở trong đó Thiên Diệp Vương là mạnh nhất, cũng là đứng đầu ở trong Thập Đại Vương Giả. Ngọc Diệp Vương là tiếp theo, tuy không có đạt tới được xuất khiếu cảnh nhưng cũng là nơi bậc xuất khiếu. Số chút nữa là Phong Diệp Vương, Thạch Diệp Vương, Hỏa Diệp Vương. Mỗi người đều là cường đại, cũng đều là lợi hại hơn chúng ta. Bởi vậy, bọn hắn được xưng là Thượng Ngũ Vương, mà chúng ta cũng chỉ là Hạ Ngũ Vương mà thôi. Không chút do dự, Tô Diệp Vương nói kỹ càng tình huống Thập Đại Vương Giả một lần. Nghe xong, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Ngũ Đại Vương Giả này đã rất khó để mà đối phó rồi, mà không ngờ tới vẫn là còn có cả Thượng Ngũ Vương. Mà nhìn bộ dáng của đối phương, đối với đồ vật ở trong di tích là tình thế bắt buộc.
Hiện tại bọn họ đã bắt được địa đồ rồi, chỉ sợ di tích một lần nữa mở ra, nhân tộc sẽ là gặp đại phiền toái. Thôi, binh tới thì tưởng đỡ, nước tới thì đất chặn à? Xuất hiện ra cái loại biến cố này không phải là hắn có thể dự liệu trước được. Không nói trước, thiên diệp vương này trốn lâu như vậy, khó lòng mà có thể tìm tôi. Coi như là có thể tìm được, bằng vào thân lực của đám người bạch độc sư, hải độc sư cũng khẳng định không phải là đối thủ. Còn bản thân hắn chắc là cũng chẳng cần phải nói. Hắn mất nhau từ diệp vương cùng với lại khôi lỗi đối phó với cường giả thánh vực tư trọng thì còn có thể. Nhưng ngu trọng sao? Thôi, hắn lại có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa thôi. Xuất khiếu cảnh, lợi dụng nguyên thần để mà chiến đấu. Vừa rồi hắn đã từng thấy tận mắt, uy lực cường đại không thể nào mà tưởng tượng nổi. Phi thiên đột địa, lực lượng vô cùng. Tu vi mà không đạt tới, có khi ngay cả góc áo của người ta là cũng chạm không nổi. Danh sư có thể vượt cấp để mà chiến đấu, nhưng xuất khiếu cảnh là một đạo khảm. Một cái là nhục thần trần khí, một cái lại chính là nguyên thần, tương đương như là người và thần linh, hầu như là không có khả năng để mà vượt qua. Tựa như là lấy hắn hiện tại để mà làm thí dụ, hắn chưa có đạt tới được thành vực, nhưng đánh bại thánh vực nhị trọng thần thức canh tương đương với việc bước qua hai đại cấp để mà chiến đấu. Cái loại năng lực này ở dưới thánh vực ngũ trọng thì chẳng coi vào đâu, nhưng một khi đạt tới được trình độ này, coi như đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, có thể chiến thắng được xuất khiêu cảnh sơ kỳ hay là không vẫn là còn khó nói. Huống chi cương giả nguyên thần canh đánh không lại hoàn toàn có thể lập tức mà đảo tàu, tu vi mà không đạt tới căn bản là đuổi không kịp. Mà cũng chẳng nói cái gì khác, chỉ nói một chiêu độ địa kia thôi, không có đạt tới được nguyên thần, trừ thổ diệp vương huyết mạch đặc thù ra chẳng ai có thể làm nổi. Đột địa lặn xuống nước, nguyên thần có thể không cần hô hấp, nhưng một khi mà mang theo nhục thần nên là không có khả năng để mà hoàn thành. Thôi, diễn linh tộc cấp đi địa đồ, hơn nữa lại sát hại đi nhập điện chủ, chuyện này nhất định phải lập tức cho về tổng bộ để mà bẩm báo. Tôi đọc sơ, hai người chúng ta điện cáo tử trước. Phần hai người đối thoại, đám người bạch độc sư cũng là uể oải mà nhìn lại. Hiển nhiên bọn hắn là cùng đó, đã tìm không thấy được đối phương rồi. Tiếp tục mà truy tụng nữa chỉ là lãng phí đi thời gian. Xe vỏ như vậy còn không bằng trước cứ đưa tổ sư về tổng bộ. Được. Trương Huyền đáp lời một tiếng. Hồng Việt đọc địa chủ bị giết, không thể nào như rắn mất đầu được. Ngay sau đó, mọi người nhất trí đề cử Hứa trưởng lão trở thành tân địa chủ. Đưa địa tăng hoa cho Hứa trưởng lão lại chỉ điểm cho hắn luyện độc, để cho đối phương thành công đột phá trở thành độc sư thất tình. Lúc này, Trương Huyền mới nhẹ nhàng mà thở ra. Hắn đi tới nơi này mục đích đã hoàn thành rồi, cũng chẳng cần phải tiếp tục chờ đợi gì nữa. Hắn cùng với đám người bài độc sư đứng dậy mà cáo từ. Đám người bạch độc sư là cưỡi thành thú phi hành tốc độ cực nhanh, không tới một ngày sau đã về thẳng tới Tĩnh Viên Thành. Nhảy xuống khỏi thành thú lên nữa bản giàu, thẳng tới lúc hai vị độc sư hứa hẹn tận tâm tận lực bảo hộ Ngụy Như Yên, Trung Huyền mới là yên lòng. Đệ tử đều rời đi lao sư, coi như là hắn là cũng chẳng có ngoại lệ. Hồng ưng lại hùng mãnh, không cho nó một mình bay lượn ở trên bầu trời, một mực che chở ở dưới cánh chim, vĩnh viễn là không có khả năng để mà thành tài. Mà đệ tử cũng là như vậy. Nguyên nhân lại chính là vì như thế. Tuy hắn rất là không muốn, nhưng hắn vẫn là để cho đệ tử từng người mà rời đi. Vốn là Triệu Nhã, Lộ Trùng, sau đó thì lại là Viền Đầu, hiện tại lại tới phiên của Ngụy Như Yên. Mà nhìn bộ dạng của Trịnh Dương, có lẽ hắn là cũng sẽ đi chiến sử đường. Tổ cộng bài đệ tử cũng không sai biệt lắm, đã rời đi khoảng 5 cái rồi. Trong lòng hắn cảm khái, không tự chủ được lần nữa bước vào Mạc Vân Hiền. Thông qua Hồ Vân Sinh hiền chủ hỏi thăm, biết rõ danh sư đường cùng với lại Hồng Viện Hoàng Thất đã ở ngày hôm qua phái người tới đây niêm phong lại phủ thành chủ. Mà chuyện nguyên lại là diễn linh tộc kia lại khống chế con trai độc nhất của thành chủ, lúc này hắn mới lại nghe theo đối phương phân phó. Thân là nhân tộc nhưng lại dốc sức cho diễn linh tộc, mặc kệ là nguyên do gì đều là tội không thể nào mà tha thứ. Trước mắt đối phương đã bị áp giải về đế đổ rồi, Ngọc Thần Thanh sẽ là tự mình mà thẩm phán. Nghe được những tin tức kia, Trương Huyền lại thở dài ra một tiếng. Vô luận là làm chuyện gì cũng không thể nào mà đi nhầm. Một bước đi sai, từng bước sai, về sau sẽ chỉ là mang tới cho mình phiền toái lại càng lớn hơn nữa. Giúp đỡ Hồ Vân Sinh giải quyết xong thiên đạo chân khí ở trong cơ thể, lúc này Trương Huyền mới đứng dậy mà cao từ. Sau đó, hắn thả ra tờ dưỡng thú bằng chân đạp mạnh, thẳng tắp bay thẳng về phía của danh sư học viện. Tờ dưỡng thú, thanh vực tờ dưỡng thú. Nhìn hắn phá không mà rời đi, Hồ Văn Sinh cứ ngắc tại nguyện chỗ, căng ngỡ như là sắp choáng váng.
Hả? Hiệp chủ, ngươi làm sao vậy? Cho tới tận 7 giờ, vẫn là chưa từng thấy qua hiền chủ thất thố như vậy. Chu Khiếu nghi ngờ mà hỏi. Loại thánh thú như là tử dưỡng thú, mặc dù là không thấy nhiều, nhưng toàn bộ Hồng Viện Đế Quốc cũng là có không ít, cũng không cần phải kinh ngạc như vậy đi nhá. Không, tử dưỡng thú là không ít, nhưng những cái loại tử dưỡng thú cấp bậc này, toàn bộ Hồng Viện Đế Quốc cũng chỉ có một bả thôi. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, Hồ Vân Sinh không khỏi cười khổ. Hả? Chỉ có một? Chu Khiếu sửng sốt một chút. Vậy chẳng lẽ hiệp chủ đã đoán được thân phận chân thật của tôn tiền bối rồi sao? Nếu như tôi đoán không sai, bộ dáng của hắn chỉ là ngụy trang mà thôi, mà bản thân hắn thế thực lại chính là Trưởng Huyền. Hồ Vân Sinh gật gật đầu. Trưởng Huyền. Thân thể Chu Khiếu cứng đờ, xong mà lại chẳng bệnh. Ngươi nói là danh sư ở viện tật viện trưởng, Trưởng Huyền trưởng viện trưởng sao? Mạc Vân Hiên làm địa phương bán tin tức, biết rõ rất nhiều chuyện của Trưởng Huyền. Ngay cả Chu Khiếu cũng đã từng xem qua nhân sinh truyền kỳ của cái vị viện trưởng kia, một mực coi là thần tượng, cả đời là một phần đấu. Là hắn đấy. Hồ Vân Sinh gật gật đầu. Mới hiện tại ta mới nhớ tới, quan gia của viện trưởng tên là Tổn Cường. Hơn nữa, danh sư đường cùng với hoàng thất có thể nhanh như vậy để đã xử lý được thành chủ. Căn cứ theo tin tức là cho viện trưởng kia phát ra mệnh lệnh, kết hợp những thứ này lại với nhau, lại đoán không đạt được thần phận. Vậy mà chúng ta có thể là ngủ mà. Chu Khiếu giờ mới vỡ lẽ ra, mà chỉ là làm sao hắn cũng không có dám nghĩ Trường viện trưởng lại có thể tự mình tới Tinh Viễn Thành, hơn nữa lại còn tới Mạc Văn Hiền cả bọn hắn. Đúng rồi, hiền chủ, ta nhờ người thật giống như có muốn giết người mà đoạt bảo à. Chợt nhớ tới một sự kiện, vội vã mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của hiền chủ chẳng bệnh, trên đầu toát ra cả gân xanh. Chuyện này, ngươi một khi mà dám để lộ, có thể hiện tại ta liền bóp chết ngươi hay không? Hiện tại, Hồ Vân Sinh nghĩ lại cũng là cảm thấy sợ hãi. Cướp bóc lại có thể cướp tới trên đầu của danh sư học viện viện trưởng. Đây không phải là hắn một chết này sao? Mà cũng may mắn, người ta thật là danh sư, giảng đạo lý. Bằng không, đoán chừng hiện tại, hắn lại đã sớm biến thành thi thể rồi. Mặt trời rực rỡ, gió nhẹ âm người. Từ dương thú ở trên không trung liên tục phi hành 10 ngày, Hồng Viễn Thành chậm rãi xuất hiện ở trong ánh mắt. 10 ngày, Trương Huyền lấy được tri thức ở Độc Điện, chỉ để mà thầu hiểu. Phòng thành dày, hắn cũng đã tu luyện tới Tổng Thánh Đỉnh Phong, cách thanh vực cũng chỉ là còn có một bước. Mà chỉ tiếc, hắn không biết địa phương nào là có thất thải địa quỳnh dịch, bằng không, hắn khẳng định là đã sớm đột phá. Thôi, ta lại để cho Tuân Cường đi nghe ngóng thoát qua một phát. Nghe ngóng tin tức mà nói, hắn là không bằng Tuân Cường, giao cho gia hỏa kia để làm, hắn là cực kỳ an tâm. Chỉ cần có thể tìm được thất thải địa quỳnh dịch, hắn có thể hoàn mỹ đột phá tới được thành vực, sức chiến đấu lần nữa được gia tăng. Tới lúc đó, coi như chỗ di tích kia là nguy hiểm, khẳng định hắn cũng có thể thong dong mà ứng đối. Không lâu sau đó, Từ Dương Thú rơi vào phủ đệ, Tôn Cường đi tới trước mặt. Bẩm thiếu chủ, Trịnh Dương tiểu thiếu gia đã bị người đón đi rồi. Hả? Đi đổi sao? Người nào? Như lùng mày lại, Trương Huyền nhìn qua. Là chiến sư đường Liêu Chiến Sư, nói là để cho hắn đi tham gia tuyển chọn chiến tử, bằng không có khả năng là chậm trễ cả một năm. Tôn Cường nói. Tuyển chọn chiến tử sao? Trương Huyền sững sờ. Vâng, đây là tiểu thiếu gia lưu lại thư trỏ ngươi. Nói xong, Tôn Cường đưa tới một phòng thư. Tràn đầy nghi hoặc mà mở thử ra, bên trong tràn ngập chữ viết. Rất nhanh đã liền xem hết, Trương Huyền không khỏi thở dài một tiếng. Liêu chiến sư bẩm báo tình huống cụ thể Trịnh Dương cho tổng bộ, đã nhận được đối phương phản hồi, lệnh là nhanh chóng mà mang người tới tiến hành tuyển chọn chiến tử. Một khi mà thành công, thì có thể kế thừa được vị trí đường chủ của chiến sử đường đã được chiến thần truyền thừa lợi hại nhất. Người thành lập chiến sử đường là một vị đệ tử thân truyền của Khổng Sư, sức chiến đấu là cực kỳ cường đại, người được xưng là chiến thần. Chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn, thì có thể đạt được truyền thừa, trở thành cường giả đỉnh phong của danh sử đường, thậm chí là toàn bộ đại lục. Coi như hắn cũng lại tìm được đường đi cho mình thôi. Ngắn ngủi chỉ có 10 ngày, liên tục đưa ra ngoài cả hai đệ tử. Mặc dù Trương Huyền có chút thật lạc, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn là cực kỳ cao hứng.
đối phương không có khả năng cả đời làm học sinh của hắn, cũng nên phải có mục tiêu cùng với lại sự nghiệp của bản thân. Nếu quả thật có thể trở thành chiến sư được đường chủ, một đời là chiến thần, cũng coi như là không phí công giáo dục, hắn thân là lao sư cũng là có thể yên lòng. Thôi được rồi, xử lý xong sự tình dị tích, ta là sẽ dẫn người của Huyền Huyền Hội đến Thanh Nguyên Đế Quốc chiến sư đồng mà chào đôi, có lẽ có thể nghe được không ít tin tức về hắn. Cười cười, Trương Nguyên dứt bỏ đi thất lạc ở trong lòng. Hắn cùng với đám người Liêu chiến sự ước định tốt, xử lý xong sự tình di tích ở Hoàng Nguyên Thành là lên đi Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường để mà chào đôi. Tuy nơi đây cũng chỉ là phần bộ, nhưng ở đây mà nghe ngóng tin tức của Trịnh Dương chắc là cũng chẳng có khó khăn gì lắm. À, vậy có còn tin tức gì không? À, còn có chỉ là Trận Pháp Học Viện viện trưởng cùng với lại triệu trưởng lão riêng phần mình dẫn theo một vạn đệ tử của Trận Pháp Sư Học Viện, một vạn đệ tử của Luyện Khí Học Viện đi tới Hoàng Nguyên Thành thỉ luyện đã ở 5 ngày trước xuất phát rồi. Tôn Cường nói. Hả? Đi Hoàng Nguyên Thành mà thí luyện sao? Trương Huyền lại nhíu lông mày lại. Sớm đi thì cũng chẳng có gì cả, mà điểm một chột nhất, sự tình di tích Hoàng Nguyên Thành cực kỳ là che giấu, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết. Hiện tại lại trực tiếp điều động cả hai vạn đệ tử. Hả? Vẫn chẳng lẽ nó đã xảy ra biến cố gì sao? Mà bất quả hắn cũng biết, các loại sự tình này, thân phận của Tôn Cường vẫn là còn chưa đủ, coi như cô là nghe ngóng cũng là nghe không ra. Thậm chí rất nhiều học sinh tiến về phía trước cũng chỉ biết là tham gia thỉ luyện, mặt khác là cũng chẳng có hiểu rõ được tình hình. Ờ, còn có chuyện gì không? Hắn lại hỏi tiếp. À, còn có Trinh lại Lạc Nhược Hy lạc sư lại tới đây hải chuyến, giống như là có chuyện gì vậy? Về mặt Tôn Cường cổ quái mà nhìn sang. Hắn cùng với thiếu gia thời gian dài như vậy, gặp qua không ít nữ tử sắc nước hương trời rồi, xinh đẹp không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Nhưng lại chưa từng bao giờ thấy thiếu gia đối với nữ hài nào lại có đối đãi khác thường ngoại trừ cái vị kia. Mà nói tới cái vị lạc sư kia cũng là kỳ quái. Chỉ cần là tu luyện ra, không có một người nào là không muốn nghe thiếu gia giảng bài. Nhưng nàng, nó lại chẳng hề có một chút hứng thú của mẹ nào cả, hoàn toàn đối đãi như là người bình thường mà thôi. Ngẫm lại cũng là để cho lòng người nghi hoặc. Hả? Tới tìm ta? Trương Huyền sưng sờ. Vị lạc sử này là nữ tử duy nhất mà hắn động tâm. Tuy trong khoảng thời gian này sự kiện liên tiếp lại tiếp một kiện, hắn có mức là bận rộn cũng chẳng có thời gian để mà đi gặp. Nhưng mà đôi mặt vẩy nàng, trong lòng của hắn vẫn là nhiều trước, vẫn là có loại tình cảm khác. Mà loại tình cảm này so với đám người Ngọc Phỉ Nhi lại chính là sự hoàn toàn bất đồng. Vâng, bởi vì là hảo hữu của thiếu gia, nàng không nói ta cũng bất tiện để mà hỏi nhiều. Tôn Cường gật gật đầu. À, không sao, với một lần nữa, ta là tự mình tới hỏi là được. Cười cười, Trương Huyền lại hỏi thăm thêm một phen, phát hiện không chẳng có chuyện gì khác. Lúc này, thân thể hắn nhoáng một cái, thẳng tắp bay thẳng về phía của học viện. Chỉ chốc lát, hắn đi vào tiểu viện của Lạc Nhược Hy, rơi xuống. Sửa sang lại quần áo một chút, lấy ra tấm gương để mà soi soi. Phát hiện ra, hắn vẫn là rất đẹp trai, lúc này mới hài lòng mà bước vào cửa. Lạc sư, Trương Huyền cầu kiến. Ngưng tụ chân khí, thanh âm của hắn chuyển vào. Ừ, vào đi. Thanh âm vang lên. Đi vào trong tiểu viện, lên chứng kiến Lạc Nhược Hy yên tĩnh đứng ở cách đó không xa. Vẫn là giống như trước đây, yên tĩnh và đầy hở hứng, lại giống như là bức họa vậy. Mà cách đó không xa lại đứng thêm một người nữa, không ngờ lại chính là Mộc Sư. Mộc Sư Mộc Viên, lúc trước cùng với Ngô Sơ trong một chỗ mà rời đi, ước định gặp mặt ở Hoàng Nguyên Thành, mà không ngờ tới đối phương lại xuất hiện ở chỗ này. À, Sở Thúc, người tới cũng thật là đúng lúc, chúng ta khuyên Lạc Sở đi, nàng là không muốn đi tới Hoàng Nguyên Thành. Thầy Hàn tiền tới, Mộc Sơ vội vàng nói. Hả, người cũng muốn đi sao? Trương Huyền sưng sờ, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Ừ. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Cái di tích kia, đấy như nói là thần bí như thế, ta thân là danh sư, tự nhiên là muốn đi mà nhìn một cái. Thế nhưng, chúng ta đối với cái di tích kia, cái lông gì là cũng không biết. Coi như có là Ngô Sư, hắn cũng là không có dám cam đoan an toàn được đâu. Về mặt Mộc Sư tràn đầy sự lo lắng. Di tích Hoàng Nguyên Thành, Thanh Nguyên danh sư đường hoàn toàn là không biết gì cả. Năm đó, đám người học viện lao viện trưởng đi vào, vừa đi đến lên không trở về rồi. Ai cũng không biết tới cùng là ở trong đó có bao nhiêu nguy hiểm cả.
mà huống chi gần đây nhận được tin tức, Diễn Linh Tộc cũng có khả năng là sẽ lẫn vào trong đó. Mà có thể nói, chuyến đi này tuyệt đối là cơ tử nhất sinh. Với lạc sử này, thân phận là tôn quý, một khi mà xảy ra chuyện, hắn khẳng định là chịu trách nhiệm khổng lồ. Vừa nói, Mộc Sư lại nhìn sang Trường Nguyên, ánh mắt liên tục mà chớp chớp, ý tứ cực kỳ là đơn giản. Là để cho hắn hỗ trợ mà khuyên can. Sau khi hắn nháy nháy vài cái, cảm thấy vị sư thúc này đã nhận được tín hiệu, mà chỉ thấy vẻ mặt của đối phương tràn đầy sự hưng phấn. Được, vậy thì chúng ta cùng đi, vừa vặn thời gian rất lâu rồi ta là không gặp ngươi. Ánh mắt Triệu Huyền tỏa ra ánh sáng. Hắn đang muốn tìm cơ hội cùng với lạc sư một mình mà ở chung, bất chợt nghe được tin tức này, quả thực là bánh tay trên trời mà rớt xuống. Sư thúc! Choáng váng, mục sư thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Cơ bản đó, ta là để cho ngươi hỗ trợ mà khuyển căn, ngươi là trực tiếp nói như vậy, cũng quá là không biết xấu hổ đi nha. Coi như là ngươi có thích lạc sư, có thể biểu hiện hàm xúc một ít có được hay không? Rõ ràng như này, ngươi có thể chú trọng thân phận một chút có được hay không? Thôi, không có việc gì đâu. Thật là danh sư, nếu như mà sợ hãi nguy hiểm thì làm sao mà có thể trưởng thành? Trương Huyền khoác khoác tay áo về mặt đầy ngạo nghễ. Mà lại nói, có ta bảo hộ, khẳng định là chẳng có chuyện gì đâu. Nghe xong, về mặt mộc sư tràn đầy hạc tuyến. Cũng là bởi vì có người, ta làm mới lo lắng. Người xem người ở trong danh sư học viện làm ra những cái chuyện hư hỏng kia, tới nơi nào cũng là gà bay chó chạy cả một mảng. Chuyện này đối lại thành những người khác mà dân đi, ta ngược lại là yên tâm vô cùng à. Hắn đang muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ thấy Lạc Nhược Hy khoát khoát tay áo. Cho sư nói không sai, ngươi không cần phải khuyên can ta nữa. Vâng. Bị nàng ngăn chặn, về mặt của mộc sư tràn đầy bất đắc dĩ. Mà ngươi đã trở về rồi, liền mau chóng lên đường thôi. Thầy hắn không nói nhiều, Lạc Nhược Hy nói. Với sư tình không chần chờ, hiện tại liền đi. Trương Huyền đáp lời một tiếng. Học viện hiện tại cũng chẳng có việc gì, mà nếu như có, đám người mì trường lão cũng có thể xử lý thỏa đáng. Mà lại nói, khoảng cách lần trước ước định một tháng cũng chỉ còn lại có 7-8 ngày. Một khi không đi mà nói, Hoàng Nguyên Thành sẽ là không còn kịp nữa rồi. Thường xuyên ra ngoài, đồ vật đều đặt ở trong không gian rời chỉ, cũng chẳng có gì cần phải chuẩn bị. Mộc sư triệu hoàn thành thú phỉ hành, ba người thẳng tắp bay thẳng về phía của Hoàng Nguyên Thành. Mà ta nghe nói đám người triệu binh tốt trưởng lão dẫn theo rất nhiều người mà đi qua, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Triệu Nguyệt nhìn về phía của Mộc sư hỏi. Chuyện này Tôn Cường là nghe không hiểu, nhưng Mộc sư hắn thân là người tham dự, khẳng định là cực kỳ rõ ràng. Đúng là có chút phiền toái. Thật ra của Mộc sư có chút ngưỡng trọng. Phong ẩn kia đã xảy ra chút biến cổ rồi, là có chút bất ổn, tuy thật là sẽ sụp đổ. Triệu Bình Tuân viện trưởng dẫn người tới chính là vì củng cố đi trận pháp, tận lực kéo dài thời gian để cho phong ấn thuận lợi mà mở ra. Gì? Triệu Huyền kỳ quái. Khi di tích này 2 năm trước đã liền xuất hiện qua, người danh sư đường cũng đã chuyên môn phái người mà đi dò xét, cũng chẳng hề có vấn đề con mẹ gì cả. Như thế nào trong lúc đó liền đã bắt đầu không ổn định đối? Tình huống cụ thể ta là cũng không có được rõ ràng. Bật quá, khả năng là có quan hệ tới Diễn Linh Tông. Như lông mày lại, mục sư chần chờ một chút đổi nói. Căn cứ danh sư canh giữ ở địa phương báo cáo, tự hồ như là có Diễn Linh Tộc dẫn theo pháp bảo gì đó tới. Bật quá, chỉ là dạo qua một vòng rồi lại đổi đi. Vậy sao, toàn bộ phong ấn đã trở nên không ổn định. Pháp bảo, chẳng lẽ là thực tịch sao? Trương Nguyệt sưng sờ. Độc điện bị Thiên Diệp Vương cướp đi bản thư tịch kia, nghe nói chính là từ trong phong ấn này mà toát ra. Giờ phút này Diễn Linh Tộc dẫn phát phong ấn trần động, vậy có phải là vì nó hay là không? Mà ngẫm lại cũng là vô cùng có khả năng nha. Thiên Diệp Vương lại chính là thánh vực ngũ trọng, tốc độ phi hành lại cực kỳ nhanh. Hắn từ Tinh Viên Thành tới danh sư học viện hao tốn cả 10 ngày, mà đối phương từ động điện trực tiếp đi Hỏa Nguyên Thành mà nói, khả năng ngay cả 5 ngày là cũng không cần phải dùng tới. Hơn nữa thông qua cùng với Tờ Diệp Vương nói chuyện phiếm, hắn cũng biết Diễn Linh Tộc nắm giữ một loại lực lượng khổng gian, thật giống như là từ trên thân của thằng Diệp Vương, Kim Diệp Vương mà tìm ra tề đàn. Thứ này thông qua tề tự hoàn toàn có thể truyền tống thử tịch hoặc là một ít vật phẩm quý giá tới chỗ xả hơn.
thử tính. Không ngờ tới đối phương có thể nói như vậy, Mộc Sư nhẹ nhàng mà cười cười. Không, điều này thì làm sao có thể. Thử tịch làm sao có thể có lực lượng như loại phong ấn cỡ chứ. Ở hắn xem ra, thử tịch chỉ là dùng để mà học tập chỉ thức, có thể làm cho phong ấn mà bọn hắn cũng không biết làm như thế nào cho nên không ổn định. Với cái món pháp bảo kia nhất định là không hề đơn giản. Hả? Mà tại sao có thể là thử tịch cỡ chứ. Thay đối phương không tin, Trương Nguyên cũng không có thèm lời. Hắn ở đây cũng chỉ là suy đoán, cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng chỉ có thể tới địa phương lại nghiên cứu rõ ràng thêm mà thôi. À, mà đúng rồi, sở thúc. Lần này tiến nhập vào trong di tích, không phải là Ngô Sư chịu trách nhiệm đâu, mà là cắt cờ một vị trận pháp đại tông sư thất tinh đỉnh phong hàn tự. Danh sư được bản giao, sau khi tiến nhập vào trong di tích, hết thảy là phải nghe theo phân phó của hắn, không được tự ý mà hành động, tránh cho phiền toái là không cần thiết. Nhớ tới một sự kiện, Mộc Sư vội vàng nói. Lần này tìm tòi gì thích không phải là chuyện tình cảm riêng, liên lụy nó quá là nhiều, thậm chí quan hệ tới an sinh của toàn bộ nhân tộc. Bởi vậy, Thanh Nguyên danh sư được cực kỳ là coi trọng, không chỉ phải ra Ngô Sư, lại còn phái ra một vị trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, trợ giúp mọi người phá giải phong ấn, tìm kiếm con đường chính xác. Sư thúc của hắn tuy trẻ tuổi nhưng lại là cả gan làm loạn, cái lông gì là cũng dám làm, nên sớm bàn ra một câu cho thỏa đáng, miễn cho tới lúc đó xuất hiện đa phiền toái không cần thiết. À, yên tâm đi. Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Thấy vẻ mặt của hắn tự tin, Mộc Sư không biết nên trả lời như thế nào cho phải, lại nhìn về phía của Lạc Nhược Hy cách đó không xa, mà chỉ thấy nàng mỉm cười, tự hồ như đối với gia hỏa này cảm đoàn cũng là chẳng quá tin tưởng. À, mà kể ra cũng là khó trách. Lúc trước nàng dẫn hắn đi phòng thành đài muốn hắn tổn trọng, kết quả hắn lại chơi đùa toàn bộ vách đá mà sụp đổ xuống. Nếu như không phải Không Sư lên tiếng, chỉ sợ hắn đã sớm bị người đánh chết rồi. Gia hỏa này có đôi khi thiên phú kinh người, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại cũng có đôi khi lại lộ ra sự ngây ngốc và có chút đáng yêu. Ba người tùy tiện mà nói chuyện phiếm, Trương Huyền lại hỏi thăm một ít sự tình về dị tích. Biết được cái này khả năng có với Không Sư là có quan hệ, trong lòng hắn tràn đầy sự kích động. Lần trước ở phòng thành đài, hắn đã chính miệng hỏi qua Không Sư, biết rõ ở trong cơ thể đối phương cũng là có tiên thiên thải độc. Nếu như là cùng hắn có quan hệ, vậy có lẽ hắn có thể tìm được dấu vết để lại. Ngay sau đó, một đứa không nói chuyện, thanh thú phi hành tốc độ cực nhanh. Khoảng tầm 5 ngày sau đó, Liên đã chứng kiến Hoàng Nguyên Thành xuất hiện ở trước mắt. Hoàng Nguyên Thành vốn là cực nóng, hiện tại đây là mùa hạ rồi. Nếu như không phải là tu luyện giả, đoán chừng khó lòng mà có thể chịu đựng được. Nhìn thành thị cách đó không xa, ở giữa ánh mặt trời chiếu xuống mà phiêm hồng, Mộc Sử nói. Cảm thụ độ nóng xung quanh thoáng qua một phát, Trương Huyền gật gật đầu. Mấy ngày hôm trước, hắn là vừa đi tinh viên thành, cả ngày thì tuyết bay, rét lạnh như băng, mà ở nơi này lại như là bếp lò. Nếu như hắn không đi thần tới đây, nhất định là sẽ hoài nghi hai địa phương là nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể cùng thuộc một đế quốc. Ở đây cách phong thanh đài là không xa, nhưng độ nóng là có chênh lệch rất lớn. Lần trước, hắn cùng với Lạc Nhược Hy tới phong thanh đài, khách nơi này cũng không tính là quá xa, cũng chỉ có khoảng mấy trăm dặm. Mà khoảng cách gần như vậy, khí hậu chỗ đó rất là bình thường, hoàn toàn cũng không có thiếu cháy như là bên này. À, phong thanh đài thì địa phòng thánh, có thanh nhân phù hộ, tự nhiên là mưa thuận gió hòa. Mà ở nơi này lại có vài núi lửa hoạt động, nóng là điều không thể nào mà tránh được. Mộc Sư giải thích. Nghe xong, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Ở trong đầu của hắn cũng là có điện đầu của Hồng Viện Đế Quốc, hắn biết rõ được tình huống ở nơi này. Hỏa Nguyên Thành được xưng là Hỏa Nguyên, là ngọn nguồn của lửa, không cần nghĩ cũng biết, không có thể biết rõ được độ nóng làm cho người ta khó lắm mà có thể tiếp nhận. Hả? Nếu như ở đây nóng như vậy, vì sao còn muốn thành lập thành thị, nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Lạc Nhược Hy không nhịn được hỏi. Nhờ núi lửa như vậy hoạt động, tuy thời là có thể bộc phát, lại nóng bức không thể nào mà tưởng tượng nổi, vì sao vẫn là còn có người dừng lại mà không lì khái. Mộc Sư vẫn là chưa có trả lời, Trương Huyền đã cười cười. À, ở đây nóng bức nhưng lại cực kỳ thích hợp sinh trưởng một ít dược liệu ưa thích khổ đáo, tình như là khô diệp thảo. Các loại dược vật này có thể không cần hơi nước mà sinh trưởng, ở trong quá trình trưởng thành là cây thủy chung tự như là chết héo mà đặt tên. Một cây khô diệp thảo bán ra lại có thể bán được một viên linh thạch thượng phẩm đấy. Mắc như vậy sao?
là những hy sinh sợ. Đối với người bình thường mà nói, một viên linh thạch thượng phẩm có khi là ăn uống cả đời là công dụng không hết. Mà một cây dược liệu giá cao như vậy, khó trách lại có thể làm cho vô số người chạy theo như vịt, cả tập ở lại cái loại địa phương này. Không chỉ có như thế, nơi đây còn có chút thành thú, linh thú đặc thù, mỗi một loại đều là cực kỳ hiếm thấy. Bắt ra mà nói, giá trị là cực kỳ xa xỉ. Mà hơn nữa, lại còn là bảo địa sản xuất ra tài nguyên khoáng sản đấy. Trương Huyền tiếp tục nói. Hắn đã xem hết tất cả thư tịch của danh sư học viện, biết rõ tình huống của Học viện Đế quốc hơn rất nhiều danh sư sinh trưởng ở địa phương. À, ra vậy. Lạc Nhược Hy bây giờ mới hiểu. Có thể làm cho người ta ở lại chỗ này, thậm chí lại thành lập thành thị lớn như này, tất nhiên là cũng có nguyên nhân. Ấy, sở thúc quả nhiên là bác học uyển thâm. Nghe được hắn giới thiệu, Mục Sư tán dương mà nhìn thoáng qua. Vậy sở thúc này của hắn, tuy làm việc là có chút không đáng tin cậy, nhưng lượng tri thức ở trong đầu là không thể nào mà thật hơn. Vô luận là nhân văn địa lý hay là chức nghiệp đặc thù đều là hạ bút mà thành văn, khiến cho người ta không thể nào mà khâm phục. Nguyên nhân lại chính là vì như thế, Học viện truyền thừa cả vạn năm cũng là lựa chọn hắn để mà cầm lấy. Không, ta chỉ là nói đùa trò vui, không coi vào đâu. Trương Huyền cười. À, mà hiện tại, cách phòng ấn mở ra vẫn là còn có một chút thời gian. Ta xem không bằng chúng ta tới danh sử đường, cùng với lại mọi người tập hợp trước đi. Đang khi ba người nói chuyện, Thành Thu đã đi thẳng tới trên không của thành thị, chậm rãi mà rời xuống. Chỉ chốc lát, đã đi tới trước mặt một cung điện nguy nga cao ngất. Là danh sử đường. Tòa thành thị này so với Tinh Viên Thành thì bao là hơn nhiều, nhân khẩu cũng là càng thêm tụ tập, có phân bộ của danh sử đường. Bất quá, đường chủ thế lực mạnh nhất cũng chỉ là thánh vực nhất trọng trùng kỳ, cùng với lại Học viện Thành trên này khá là xa. Gặp qua Mộc Sư. Vừa đi vào, một trung niên nhân tiến lên ngạch đón. Bọn người hàn tội chân pháp sư cùng với lại ngô sư ở đây sao? Mong bọn ta tới đi. Mộc Sư cười nói. Đám người ngô sư đã ở 2 ngày trước đi tới Nhãn Lâm Sơn rồi. Trung niên nhân vội vàng trả lời. Đi Nhãn Lâm Sơn sao? Mộc Sư sững sờ. Phỏng ấn không phải là còn có vài ngày nữa thì mới có thể mở ra sao? Đi tới sớm như vậy làm gì? Ta không biết. Bọn họ chỉ để ta lưu lại thù ở chỗ này, tiếp đại danh sự khác tới, và mọi người cần phải mau chóng mà đi qua. Trung niên nhân vội nói. Gật gật đầu, Mộc Sư cũng không có muốn hỏi nhiều, nhìn lại. Ngộ Sư, cùng với hàng tự chân pháp sư đã tới rồi, chỉ sợ phong ấn là số điện đã biển cố, so với lúc trước ta biết lại càng thêm phần nghiêm trọng. Chúng ta cứ đoàn tới sớm mà xem qua một chút đã. Hai người Trương Huyền gật gật đầu, lần nữa ngồi ở trên lưng thành thú phỉ hành. Địa phương phong ấn cũng không phải là ở trong nội thành, mà là ở Nhãn Lâm Sơn Mạch, cách nơi đây hơn 300 dặm. Ở chỗ đó, có một núi lửa cực lớn hoạt động, cực kỳ lạ nóng, lối đi ai lùi tới. Đứng ở trên lưng thú, Mộc Sư nói qua tình huống phong ấn một lần. Địa phương thành lập phong ấn lại giống như là hòn đảo có độc điện, là một núi lửa hoạt động, trận pháp cực lớn. Là do ở trong núi lửa phóng thích lực lượng duy trì vận chuyển. Nếu như mà không hiểu trận pháp, muốn cứng rắn đi vào mà nói, chẳng những không có cách nào để mà tiến nhập, còn sẽ dẫn tới sân mạch sụp đổ, để cho di tích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, phong ấn không mở ra, coi như là vô số cao thủ của danh sử đường cũng là không dám dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể ngồi chờ ở nơi đây. 300 dặm cũng không tính là quá xa, không tới 10 phút, Lên đã chứng kiến một ngọn núi cao lớn xuất hiện ở trước mắt, cao chừng cả mấy ngàn thước, khí thế nguy nga. Mà chỉ là tại ở phía trên trụi lùi, một ngọn cỏ cũng là không có. Hầu như tất cả đều là tảng đá màu đỏ lửa, còn chưa có tới trước mặt nên làm cho người ta có được có loại cảm giác thiêu cháy cả làn da. Đây là thanh hỏa đan, một khi mà phục dụng xuống có thể chiến tiêu hỏa độc ảnh hưởng, không bị thưởng tốn. Cô tay lật qua lật lại, Mộc Sư móc ra 2 viên đan dược đưa tới. Tới thực lực hiện tại có bọn hắn, loại trình độ nhiệt lượng này không quay vào đầu cả, nhưng đợi ở trong thời gian dài vẫn là nhiều trước, sẽ có hỏa độc xâm nhập vào trong cơ thể, lưu lại chứng bệnh về sau. Vì để phòng ngừa các loại tình huống này, được tháng trước, luyện đan sư học viện tân nhiệm chủ viện trường để cho rất nhiều học sinh luyện chế ra đầy đủ thanh hỏa đan. Loại đan dược này, luyện đan sư tư tinh là có thể luyện chế, cũng không tính là quá phức tạp. Lợi dụng một ít dược liệu giải hỏa độc cô đặc mà thành, công hiệu bài trừ hỏa độc rất là tốt.
đã ta. Đối với Trung Huyền Mã nói, ở trong cơ thể của hắn có thiên đạo chân khí, ngay cả kịch độc hắn vẫn là còn đạch sợ. Tự nhiên hắn là cũng chẳng sợ những cái hỏa độc kia. Bất quá đối phương đã có hảo ý, hắn cũng chẳng có đành lòng mà cự tuyệt, tiện tay mà tiếp nhận, há miệng mà nuốt xuống. Đan dược vào trong cổ họng, lập tức hắn cảm thấy một cơn man lạnh rung mạnh vào toàn thân. Lúc trước là cảm thấy cực nóng, cũng là tựa hồ không còn tồn tại gì nữa. Hả? Đây lại không phải là thanh hỏa đan bình thường. Nhãn tình của hắn sáng lên. Tuy bề ngoài là cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng tính chất của loại đan dược này rõ ràng là cường đại hơn bình thường rất là nhiều. À, là ta thu thập rất nhiều dược liệu bản thân luyện chế mà thành. Mộc Sư cười cười. Khó tránh. Trương Huyền gật gật đầu. Hắn là một vị danh sư thất tình, ở trong chức nghiệp phụ tu là có luyện đan sư. Do hắn xuất thủ luyện chế đan dược cấp 4, công hiệu tự nhiên là không giống như bình thường. Thánh thú cao tốc mà phi hành, không lâu lắm sau đó đi thẳng tới đỉnh của Nhãn Lâm Sơn. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trước mặt một cái hố thật là lớn. Vô số học sinh khoanh chân ngựa ở chung quanh, liên tục mà quán thâu chân khí, trên đầu mồ hôi chảy ra ròng ròng. Bọn hắn là đang củng cố lại phòng ấn. Sắc mặt Mộc Sư trầm xuống. Thoạt nhìn qua, phòng ấn quả nhiên là so với bọn hắn suy nghĩ là còn muốn nguy hiểm hơn. Bằng không, cũng không có khả năng nhiều người như vậy cùng một chỗ mà động thủ. Hắn là trận pháp học viện viện trưởng, mang tất cả một vạn học sinh kia. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Những người này đều là đệ tử của danh sư học viện, đều mặc quần áo đặc thù, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Đang cảm thấy những học sinh này có chút không kiên trì nổi, chỉ thấy lại có một đám học sinh đi tới trước mặt, bàn tay bảy múa, từng chất kỳ vừa mới luyện chế mà thành bị đặt ở vị trí cổ định. Những vị trí này tuy không thể cải biến được kết cấu của phòng ấn, nhưng lại có thể để cho nó trở nên củng cố hơn. Lại đúng là học sinh của luyện khí sư học viện. Đệ tử của hai đại học viện phối hợp khẳng khít, động tác vừa nhanh lại vừa trôi chảy. Xem ra những người này bọn họ đã làm qua như vậy không ít. Thấy nhiều đệ tử như vậy nỗ lực củng cố, hỗ trợ ở phía dưới cũng là có cái loại cảm giác tùy thời là bộc phát. Trương Huyền như lồng mày lại, hoa văn ở trong mắt lập lòe, thẳng tắp mà nhìn xuống. Thiên pháp cũng thật là rộng ra. Nhìn thoáng qua, hắn không khỏi nhíu lồng mày lại. Lý giải đối với trận pháp, hắn cũng chẳng kém gì trận pháp sự thật tình. Nhưng mà khi nhìn cầm chế ở phía dưới, vẫn là nhiều trước, hắn là có chút mẻ muội, khó lòng mà có thể được rõ ràng. Hả? Sao lại có chút không giống? Hắn càng xem lại càng nghi hoặc. Thoạt nhìn giống như là trận pháp, nhưng lại có chút không quá giống vậy. Tuy cái phong ấn này có chút không ổn định, nhưng không có kịch hoạt. Bởi vậy, không có cách nào dùng thiên đạo thư viện mà bình phán. Chỉ là dựa vào mây lên chi nhãn mà nói, lấy kiến thức quán hiện tại muốn hiểu rõ là không có mấy tháng hắn cũng chẳng có cách nào mà làm được. Mà nếu như là trận pháp mà nói, chắc là cũng chẳng cần phải nghĩ, tuyệt đối nó đã vượt qua được cấp 7 rồi. Mà một đại trận vượt qua được cấp 7, khó trách nhiều danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc cũng là không có dám hành động thiếu đi suy nghĩ. Dĩ nhiên nó đã vượt qua được phạm chủ bọn hắn có thể xử lý. Hắn đã quan sát Mộc Sư không chế thành thú chậm rãi mà bay xuống. Rơi ở trên mặt đất, vẫn là còn chưa có tờ trước mặt hồ tròn, chỉ thấy Ngô Sư đi ra nghênh đón. À, Trưởng Sư, Lạc Sư, Mộc Sư, các người đã tới đổi sau. Ba người đồng thời đáp lễ. Hả? Đây là sao vậy? Trương Huyền trực tiếp hỏi. Phong ấn từ nửa tháng trước là có chút không vững chắc, bất quá đều ở trong phạm vi là có thể khống chế. Ai ngờ ở mấy ngày trước liên tục mà lắc lư, tờ hồ tuy thời là sẽ sụp đổ, sắp là không chế không nổi được nữa rồi. Lông mày nhíu chặt, Ngô Sư nhìn về phía trước. Hả? Không chế không nổi sao? Ngô Sư gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy được một thanh âm như là sầm rền, từ dưới đất chậm rãi mà vang dội tới, như là cự thú rền rì, lại giống như là ở dưới sườn mạch, ở ăn một cự lòng, tuy thời là có thể sống lại, chém giết cả một đám đông. Đây là cái gì vậy? Đám người Trương Huyền không khỏi biến sắc. Nghe được thanh âm này, thật giống như thân ở trong ngọn nguồn tai họa, nhân lực trở nên vô cùng nhỏ bé. Một khi tai họa mà phát sinh, chỉ sợ sẽ là bị trong nháy mắt mà bị thổn phệ, thân tiên cũng là khó cứu.
À, chính là thanh âm ở trong phong ấn vang lên. Thế cũng là xảy ra chuyện gì, ta là cũng không có được rõ ràng trò lắm. Bật quá, một khi tiếp tục như vậy nữa, dùng là không được bảo lâu, toàn bộ phong ấn sẽ là triệt để bị sụp đổ. Tới lúc đó, vô luận là dị tích hay là hỏa nguyên thành, chỉ sợ đều sẽ chỉ trong nháy mắt mà bị san thành bình địa. Trên mặt Ngô Sơ tràn đầy sự lo lắng. Một khi phong ấn mà bị phá hư, núi lửa sẽ là lập tức bộc phát. Nhận Lâm Sơn cách hỏa nguyên thành cũng chỉ có hơn 300 dặm, khoảng cách gần như vậy tất nhiên là sẽ tai bài vạ gió, cường giả thánh vực cũng là khó lòng mà may mắn thoát khỏi. Một khi phong ấn mà bị phá hư, núi lửa sẽ là lập tức bộc phát. Nhận Lâm Sơn cách hỏa nguyên thành cũng chỉ có hơn 300 dặm, mà khoảng cách gần như vậy tất nhiên là sẽ tai bài vạ gió, cường giả thánh vực cũng là khó lòng mà may mắn được thoát khỏi. Núi lửa ở trước mắt này ở trên lực lượng thực sự quá là lớn, đã vượt qua được tình trạng nhân lực là có thể đạt tới. Đang khi nói chuyện, tiếng nổ càng ngày lại càng vang, mặt đất bắt đầu nhảy lên, một cỗ khí lực cực nóng từ trong phong ấn mà tuôn ra. Ở dưới chấn động kịch liệt, vừa rồi mọi người bùng xuống trận kỳ, lập tức bị đánh bay hơn cả phần nữa. Rất nhiều học sinh chạy vào học viện ngựa trước hố thủ hộ, sắc mặt đồng thời chẳng bệnh, chỉ trong nhảy mắt đã bay ra cả mấy trăm người, từng người phun ra máu tươi. Những người này bị thương, đằng sau lập tức có đệ tử mới bổ sung tới, toàn lực mà thi triển ra tổ vì, không che lại bốn phía phong ấn không cho sụp đổ. À! Thấy được một màn kia, khuôn mặt Trương Huyền không khỏi trắng bệch. Tại ở phía dưới tuôn đàn lực lượng đã vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ của hắn, coi như có là thánh vực tử trọng ngũ trọng liệt thủ lại cũng là áp chế khổng nôi. Mà nhiều học sinh danh sư đường thừa lực mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là nỗ lực duy trì mà thôi. Dưới các loại lực lượng này, nếu như phong ấn không mở ra, đừng có nói tới việc tiền nhập, chỉ sợ còn chưa có tới trước mặt sẽ bị khí lực cuồng bạo cuốn thành bụi phấn. Lúc trước hắn vẫn cho là mặc kệ dưới tay kia có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, bằng vào thư viện cùng với lại mình lý chỉ nhắn, hắn có thể xuất cát tị hùng sẽ không xuất hiện ra biên cột quả lớn. Mà hiện tại xem ra hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Các loại địa phương cuồng bạo này chỉ cần hơi không cẩn thận thì có thể bỏ mạng ngay tại chỗ, thân tiền cũng là khó cứu. Chư vị vừa nghe xong tập 285 của bộ truyện Thiên Đạo Độc Thử Quán. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 286 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.